Xin chào tất cả mọi người nha, đã trở lại kênh HBK Gaming của mình. Thì trong video hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn mọi người khám phá 100% nhiệm vụ đảo. Thì video này sẽ là cái đảo thứ 7. Đây anh em, đảo cuối cùng của danh sách đầu tiên nha. Phía sau còn rất là nhiều danh sách đảo nữa nha anh em. Đây, quá trời quá đất luôn nè. Anh em mà cày khám phá hết thì kiếm rất là nhiều vé vàng, trái vàng, cũng như cái tấm bản đồ đảo khơ báo nè. Thì hiện tại mình cũng đã có cái video hướng dẫn anh em vị trí tất cả các tấm để đào khơ báo này rồi. Anh em có thể xem để đi đào vé, đào trái này kia ha, khá là ngon. Rồi, với lại hiện tại thì mình cũng đã làm full tất cả các đảo trong game luôn rồi, khám phá đầy đủ hết rồi. Anh em nào mà thiếu cái đảo nào thì có thể bấm xem ha, trong phần danh sách phát kênh YouTube của mình đó. Do mấy cái đảo đầu tiên này hồi xưa mình làm hơi lộn xộn nhiệm vụ á, nên bây giờ mình làm lại theo chi tiết từng nhiệm vụ, theo thứ tự luôn, cho anh em dễ làm nha. Rồi thì bây giờ mình sẽ đi vào cái nhiệm vụ đầu tiên nha anh em. Ok. Anh em bấm vào nút xanh để tới điểm xuất phát. Rồi anh em di chuyển vào trong chỗ sự chạm Roger đó để anh em nhận nhiệm vụ đầu tiên. Đây mọi người, anh em tới thanh niên đeo ba lô nè. Anh em sẽ trả lời các câu hỏi nha. Thì mỗi người á thì cái câu trả lời nó sẽ xếp lộn xộn khác nhau, vì thế anh em chủ yếu nhìn cái mặt chữ thôi. Đây anh em chọn quanh bit nè. Rồi này thì anh em chọn dòng chữ dài nhất cho mình. Đấy. Rồi cái này anh em chọn dòng chữ ở giữa nè. Rồi chính xác luôn. Nói chung anh em bấm làm sao tích xanh hết. Ok, nếu mà sai thì em cứ làm lại là được ha. Rồi xong nhiệm vụ đầu tiên, quá đơn giản. Qua nhiệm vụ thứ hai nha. Nhiệm vụ này á thì anh em đi lên trên đây cho mình nè. Rồi chỗ dấu ít nha anh em. Rồi anh em sẽ gặp thanh niên mặc áo xám này. Anh em nói chuyện cho mình. Nói xong á thì anh em mở bản đồ lên, tiếp tục anh em di chuyển xuống cuối dưới đây nè. Đây, ngay và ra về đây luôn nha, ngay về biển nè. Đó, ngay đầu tiên anh em sẽ gặp cái cô gái này. Rồi anh em nói chuyện nữa. Lũng. Và rồi, chúng ta xong cái nhiệm vụ thứ hai ha, rất đơn giản nha. Tiếp tục qua nhiệm vụ thứ ba. Cái nhiệm vụ này thì anh em đi lên trên đây cho mình nè. Đây, chỗ dấu ít nha. Rồi, tới rồi anh em. Đây, anh em sẽ thấy thằng nhóc nha, ngay vị trí này. Rồi anh em nói chuyện để nhận nhiệm vụ. Ok. Rồi anh em bấm dòng ở dưới nha. Rồi xong. Đơn giản nè, xong nhiệm vụ thứ ba nha. Rồi bây giờ anh em thấy nè, cái nhiệm vụ thứ tư, nhiệm vụ tiếp theo thì hiện tại nó chưa mở, là nó yêu cầu, anh em thấy cái dòng đỏ không? Yêu cầu chúng ta phải làm cái nhiệm vụ này. Đó, nó làm xong cái nhiệm vụ này. Đấy, cái nhiệm vụ thứ mấy nè, thứ 8 nha. Đó, thứ 8 thì nó mới mở cái nhiệm vụ thứ tư này. Vì thế bây giờ mình bỏ qua đi, mình sẽ làm cái nhiệm vụ thứ 5. Đấy, rồi lát mình sẽ quay lại làm cái nhiệm vụ thứ tư đó nha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ làm nhiệm vụ thứ 5. Nhiệm vụ này thì cũng đơn giản thôi anh em, gần thằng nhóc luôn nè, anh em xuống gặp thanh niên này ha. Rồi anh em nói chuyện. Rồi cái nhiệm vụ này thì anh em sẽ đi nhặt cho mình 5 cái vị trí. Anh em chú ý nha, cần lắm á. Rồi sau khi mà nói chuyện xong á, anh em di chuyển lên đây, ngay chỗ nhóc này nè. Đấy, phía sau ngôi nhà nè, sẽ có một cái điểm phát sáng nè, anh em nhặt cho mình. Anh em sẽ đi nhặt 5 cái lần đó, anh em chú ý nha, và anh em sẽ nhặt theo thứ tự mình nha, chứ không là anh em sẽ không tìm thấy điểm phát sáng đâu. Đấy, anh em phải theo trình tự giống mình. Tiếp tục anh em đi qua chỗ siêu chậm Roger nè, anh em leo lên tháp này. Đấy, đây anh em thấy nè, chỗ này nhặt cho mình. Ui trời, anh em phải bấm làm sao đúng cái kính lúc nha, chứ không là rớt xuống á. Rồi ui căng thế. Rồi anh em bấm nói chuyện cái à, đánh cái đi. Đây. Rồi anh em quay lại nha. Cái đó là ngồi chuyện thôi nha, không phải nhiệm vụ khám phá đảo. Tại hồi nãy chỗ đây thôi mà nó hiện ba cái nhiệm vụ luôn, nên bây giờ mình đánh cái nhiệm vụ đó cho nó bỏ bớt. Bây giờ chỉ còn hai cái thôi, một cái đi xuống nè, là cái kính lúc nè. Đây, ok, đưa anh em đi xuống mép bên đây nè. Ai, ui khó thế. Đây, em xuống mép dưới đây nè, anh em nhặt. Rồi, đã được hai vị trí rồi nha. Chỗ đó mất thời gian ghê á. Rồi anh em ơi, tiếp tục di chuyển vào này. Này, qua đây luôn. Xuống dưới đây nè, ngay chỗ quán cà phê nè, em thấy một vị trí nữa nha, là ba vị trí. Tiếp tục anh em đi sao ra sao cái khu này, sao khu nấu ăn nè. Rồi cái sưu tập ảnh nè, anh em có thể vào phần danh sách phát kênh YouTube của mình để xem cái series sưu tập ảnh ha.
Đấy, nó cày cái trái cũng khá là ngon. Đây là bốn vị trí rồi nha. Đấy, ok, anh em làm theo trình tự mình nha. Rồi, tiếp tục anh em đi ra phía trước cho mình. Rồi đây, anh ra phía trước nha, mấy cái ngôi nhà nhỏ nhỏ nè, anh em đi vô đây. Ok, rồi anh em sẽ nhặt cho mình cái rương này nha. Đấy, ok, quá đã. Nhặt cái rương này cũng có quà đó anh em. Đó, tấm bản đồ đào kho báu quá đã luôn. Rồi bây giờ anh em chỉ việc quay lại thanh niên lúc đầu thôi ha. Đây, ok, trả nhiệm vụ nè. Nhiệm vụ gì mà bắt đi nhặt tờ lơ hết à. Rồi, ok nha, xong. Đu được 100 trái vàng luôn em, quá đã. Đây nữa nè, cái nhiệm vụ này có trái vàng nữa đã nè. Tiếp tục chúng ta qua cái nhiệm vụ thứ 6 nha. Cái nhiệm vụ này thì anh em đi lên phía trên đây cho mình. Đấy, chỗ gần dấu ít nha. Rồi, đây anh em đi ra phía sau nhà này nè. Đây anh em sẽ thấy chỗ này không? Chỗ mấy cái thùng nè, nó có hiện dấu chấm than màu tím nè, em nhặt cho mình nha. Đấy, bấm 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 bấm. Rồi thì bây giờ anh em sau khi tắt dấu chấm than màu tím à, em đi nhặt cho mình mấy cái rương. Rồi đi theo mình nha. Anh em mở bản đồ di chuyển xuống dưới đây cho mình. Đây, ngay chỗ gần dấu ít nha, anh em sẽ nhặt được một cái rương đầu tiên. Đây, ok, cho bên kia bên đây nè, ngay đây nè. Đó, ngay mấy thùng hàng nè, nhặt cho mình cái rương lũng. Tiếp tục anh em đi lên phía trên đây cho mình. Đây, chỗ gần dấu ít nha. Rồi, đây, ok, anh em đi vô kia, em thấy cái rương không? Nhưng mà bây giờ bị trắng thanh niên này rồi, phải làm sao? Thì rất đơn giản, anh em đi theo mình. Anh em đi xuống mấy cái mộ này, anh em lau chùi mấy cái mộ cho thanh niên đó nha. Làm việc có ít nha anh em. Đây, tới chỗ có phát sáng lấp lánh lên nè, anh em thấy không? Phát sáng lấp lánh nè, thấy không? Đây, anh em nhặt cho mình. Lau dọn, quét dọn. Quá tuyệt vời luôn. Ok. Rồi, sau khi ba vị trí nha, anh em lau cho mình ba vị trí, anh em tới nói chuyện. Đó. Rồi, thì nó sẽ cho anh em đi vô nha. Đù, vô đây có nhặt bong bóng ác quỷ nữa nè em, quá đã. Rồi, anh em nhặt cái rương thứ hai nha. Ok. Tiếp tục anh em di chuyển cuối. Đây, xuống cuối gần dấu ít nha anh em. Rồi, anh em di chuyển tới đây. Wow, bị trắng một thằng nhóc rồi. Ok, rất tiếc. Đây, cái nhiệm vụ này bây giờ anh em đã bị trắng một thằng nhóc, bây giờ anh em còn phải qua làm cái nhiệm vụ tiếp theo ha. Đấy, anh em làm xong ba cái nhiệm vụ này đi đánh mấy này nè, ba nhiệm vụ cuối này chủ yếu đi đánh thôi. Anh em đánh xong thì thằng nhóc này nó mới cho anh em đi vô nha. Thôi, đây là nội dung thằng này nói là chỉ có những người mạnh thì tôi mới cho vô thôi, là ý là anh em phải đi đánh mấy thanh niên ở trong đấu trường ha. Rồi thì bây giờ mình sẽ bỏ qua, tạm ngưng nha, tạm ngưng cái nhiệm vụ thứ 6 này tí và qua nhiệm vụ thứ 7 nha. Rồi, nhiệm vụ thứ 7 này á thì anh em đi vô ngay đấu trường nè. Đây. Đây, anh em sẽ gặp thanh niên này và nhận nhiệm vụ đánh thanh niên này. Đây, sau khi xử lý xong thì anh em sẽ xong luôn cái nhiệm vụ thứ 7 này ha. Đấy, rất đơn giản ha. Đây, ok nha. Giờ chúng ta qua nhiệm vụ thứ 8. Đây, trước khi đi thì anh em tới chỗ cái vòi nước này anh em nhận luôn nha. Nhận nhiệm vụ để nhận được 3 mảnh với vàng. Đây, anh em thấy không? Ngon không? Thì mình cũng có cái series đi chi tìm nhặt những mấy mảnh với vàng này nè. Anh em có thể vào phần danh sách phát kênh YouTube mình để xem nha. Nói chung game có rất là nhiều cách để anh em cày vé cày trái luôn. Đây, tuyệt vời lắm để anh em quay tướng. Rồi, tiếp tục anh em qua nhiệm vụ tiếp theo nha. Nhiệm vụ tiếp theo thì anh em di chuyển qua bên ngay cầu bên này nè. Ok, đánh chỗ dấu ít nha. Rồi, đây, tới rồi anh em, đây, ngay bếp ngay trên cầu nè, đó. Rồi, lũng, anh em sẽ xử thanh niên này luôn nha. Và chúng ta sẽ xong cái nhiệm vụ này thôi. À, bảo vệ đầu bếp. Rồi, xử xong thì chúng ta xong luôn cái nhiệm vụ thứ 8 này ha. Giờ chúng ta tới nhiệm vụ thứ 9. Ok. À, thì xong cái nhiệm vụ thứ 8 vừa rồi á, thì cái nhiệm vụ thứ 4 này mở luôn rồi nè anh em, thấy không? Đấy, mở khó rồi nè. Đấy,
Ok nha, thì bây giờ mình thôi cứ làm theo trình tự đây. Giờ mình sẽ làm nhiệm vụ thứ 9 trước. Rồi, rồi lát sẽ quay lại mấy cái nhiệm vụ còn sót nha. Tiếp tục em di chuyển xuống dưới đây nè, ngay trước cảng nè. Đâu rồi, à đây 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 đây. Đây, ngay đứng ngay đây nha anh em. Ok, ngay vị trí này. Rồi, xử đánh tiếp anh em. Rồi xong, chúng ta đã hoàn thành cái nhiệm vụ thứ 9 nha. Rồi thì bây giờ mình sẽ quay lại những nhiệm vụ mà lúc trước chưa làm ha. Đây, nhiệm vụ hồi nãy yêu cầu là phải xong cái nhiệm vụ thứ 8 nè, nó mới mở nè, thì bây giờ nó đã mở rồi nha. Đấy, thì bây giờ mình sẽ làm cái nhiệm vụ thứ 4. Rồi, cái nhiệm vụ thứ 4 này cũng đơn giản thôi, anh em đi vô trung tâm ha. Đây, ngay chỗ đấu trường nè. Anh em sẽ gặp một cô gái, đây, cô gái luôn nè. Rồi anh em nói chuyện thôi. Và nói chuyện xong thì anh em hoàn thành luôn nhiệm vụ thứ tư này ha. Rất đơn giản, anh em sẽ đưa một món quà. Rồi, bấm nút vàng. Anh em đưa cái ngà voi làm cái nhiệm vụ thứ 8 á, nó tặng cho anh em cái ngà voi rồi đó. Nên giờ anh em chỉ cần đưa và hoàn thành nhiệm vụ này thôi. Đấy, nhanh còn lẹ ha, xong nha. Rồi, giờ chúng ta tới nhiệm vụ cuối cùng. Nhiệm vụ thứ 6 hồi nãy đang làm nửa chừng nè ha. Đấy, bị thằng nhóc nó chặn lại á. Đấy, thì bây giờ sẽ làm nhiệm vụ thứ 6. Đây, bây giờ tới nói chuyện nhóc được rồi nè. Đấy, nói chung anh em chỉ cần làm mấy cái nhiệm vụ đánh ở phía sau này nè, thì nhóc này nó sẽ cho qua thôi. Rồi, ok, đây có cái rương nhặt luôn nha. Ok, cái rương này là rương quà riêng thôi, không có liên quan đến cái khám phá đảo này nha. Rồi anh em di chuyển xuống đây nè. Anh em tiếp tục nhặt cho mình vị trí này. Đấy, thì cái nhiệm vụ thứ 6 này nè, hồi nãy giờ mình đã nhặt vị trí mới đây nữa, là tổng cộng là mình nhặt 3 vị trí được không? Bây giờ mình sẽ nhặt thêm một cái vị trí nữa. Em đi xuống dưới đây. Rồi, chỗ gần dấu ít nha. Rồi, nói chung này là anh em sẽ mở cái rương, nên anh em sẽ đem đi tìm cái mật mã. Đây, anh em sẽ nhập cái rương này nữa. Là chúng ta nhặt đủ 4 vị trí. Ồ, đây có bông bóng đen luôn, nhặt luôn nha. Ok, tiếp tục anh em di chuyển về lại vị trí ban đầu lúc anh em nhận nhiệm vụ thứ 6 á. Đây, ngay chỗ này nha. Rồi em thấy cái kính lúc hiện lên nè. Bây giờ anh nhập mật khẩu để coi thử. Nãy giờ tìm mật khẩu 2607. Rồi, anh em chỉ còn nhập 2607 thôi ha. Ok, 2607 nha. Lụm và chúng ta hoàn thành 100% nhiệm vụ đạo thứ 7, đạo Roger. À, quá tuyệt vời anh em. Xong. Đây nha, full này đủ các nhiệm vụ. Và giờ anh em chỉ còn nhận quà thôi, từ từ nha. Còn và wow, ta mang đồ khảo báo này anh em. Anh em nhớ nha, xem cái video hướng dẫn vị trí đào khảo báo á, sẽ cày vé cày trái rất là ngon. Rồi, bây giờ mình đã xong cái danh sách đầu tiên, nên anh em có thể nhận cái quà ở trên góc bên đây. Đây, vé vàng nè anh em. Đấy, bản đồ khảo báo nè, khung hình nè. Wow, tuyệt vời. Rồi, quá trời nha. Rồi, tiếp tục. Anh em cùng đón xem những danh sách đảo phía sau nha. Thì hiện tại mình đã làm full tất cả các đảo rồi. Anh em thích xem cái đảo nào thì xem, nhưng mà anh em phải làm theo trình tự nha. Khám phá các đảo phía sau nè. Có một số đảo nó đang ẩn nè. Thì anh em còn phải làm xong cái nhiệm vụ cốt truyện chính của cái đảo đó thì nó mới mở nha. Đấy, hoặc là những đảo này nó mở rồi nhưng mà nó vẫn thiếu nhiệm vụ này, thấy không? Đấy, vì thế anh em còn phải làm xong cái nhiệm vụ cốt truyện chính nha. Cốt truyện chương anh em. Anh em ví dụ anh em muốn làm 100% của cái đảo này thì anh em còn phải làm xong cốt truyện chính của cái đảo này. Thì anh em mới bắt đầu đi khám phá đảo nha. Đấy, chứ không là anh em làm một được một vài cái nhiệm vụ, còn một vài nhiệm vụ nó sẽ bị ẩn không làm được. Lúc đó anh em làm lộn xộn này kia mệt lắm. Đây, anh em cày level lên rồi nó mở cái nhiệm vụ cốt truyện chính của game, rồi anh em làm ha. Em làm xong cái đảo nào thì anh em mới bắt đầu khám phá 100% cái đảo đó nha. Rồi, ok, mình sẽ kết thúc cái video này tại đây. Cảm ơn anh em đã xem video. Bye bye, anh em chú ý nha.